Linh. Hôm nay mình mới đi phỏng vấn lần thứ nhất xin visa du học Mỹ. Mình mới dự đậu xong cái mình chạy qua đây để thông báo với mấy anh chị. Hôm nay là mình gặp cái anh châu Á, hình như là người Mỹ gốc Việt. Mình nghe nói là ảnh là huyền thoại khó, nhưng mà mình thấy vô ảnh cũng dễ thương lắm, kiểu nhìn mình rồi mỉm cười trước. Cái mình thấy cũng dễ thương nên mình không có run lắm, cũng không sợ lắm. Anh hỏi mình có 3-4 câu. Là đầu tiên là ba mẹ sống ở đâu? Mình nói là Hồ Chí Minh, quận Nhất. Rồi có người thân không? Rồi người thân làm nghề gì? Rồi đang học cái gì ở đây? Rồi vậy thôi, hết rồi. Rồi anh bấm nhanh lắm, cũng có 2-3 giây rồi cái congratulations là xong. Ở Mỹ thì mình tính học Business Administration, là quản trị kinh doanh ở trường Nova, bang Virginia. Mình có người thân nhưng mà mình không ở với người thân, mình ở homestay. Thì lúc mình đi phỏng vấn mình vẫn khai tự nhiên, rất là tỉnh, không có gì phải e ngại hết á. Mình được chị Ngọc Ý tư vấn riêng. Thì chị tư vấn rất là tận tình, hai chị em hay nhắn tin trao đổi qua Facebook. Với lại học phỏng vấn thì học anh Khôi thì anh rất là vui. Nói chung là anh có kiến thức sâu rộng, cái gì cũng biết hết đấy. Thì lời khuyên của mình là dù run, mình biết là ai cũng sẽ run, thật ra mình cũng run, nhưng mà cái mặt cứ tỉnh lên rồi kiểu cười cười. Lúc đầu mình vô là mình đứng xếp hàng là tự nhiên mình thấy ông đó liếc mình, nhìn cái lúc đó mình cười lại, nó chưa tới được mình, kiểu như là người ta để ý mình từ xa rồi. Cứ cười, cứ kiểu mặt tỉnh bơ lên chứ không có chuyện gì hết. Mà vô trong rồi chủ động chào hỏi người ta trước, rồi đưa tự chủ động đưa passport, đưa Y-20 luôn, thì người ta sẽ có thiện cảm với mình. Chứ tạm biệt các bạn, chúc bạn thành công.